Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần dự thi của đơn vị huyện Sông Lô với chủ đề như sau: thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn. Và xin mời đơn vị huyện Tam Đảo chuẩn bị và hãy dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng đến với phần dự thi của đơn vị huyện Sông Lô. Và bảo vệ môi trường vừa là vấn đề vĩ mô khi ta nhìn nó ở cấp độ quốc gia hay những vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng vẫn là vấn đề vi mô khi mà nó diễn ra ở hầu khắp các địa phương, các vùng nông thôn trên cả nước. Hiện nay thì tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát khi mà các bãi rác tự phát mọc lên ngày càng nhiều với đủ các loại rác thải. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng là một vấn đề rất đáng báo động. Hiện nay thì có một vấn đề nữa, đây chính là ô nhiễm môi trường lại có mối quan hệ chặt chẽ với vệ sinh an toàn thực phẩm. Công nghiệp hóa nông thôn, hiện đại hóa nông thôn dẫn đến mặt trái của nó là thực phẩm bẩn ở nông thôn ngày càng nhiều. Thực phẩm do chính người nông dân làm ra cũng không còn được đảm bảo bởi vì nó tồn dư quá nhiều lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc thú y chăn nuôi khác. Thêm vào đó, yếu tố văn hóa mà cụ thể là văn hóa rượu ở các phong tục cưới xin, ma chay, hiếu hỉ cũng dẫn đến một hệ lụy về vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà rượu ở nông thôn chủ yếu được chưng cất một cách thủ công. Thêm vào đó là việc sử dụng quá liều lượng dẫn đến các vụ ngộ độc rượu hàng loạt. Thưa quý vị, người xưa có câu là họa từ miệng mà ra, bệnh thì từ miệng mà vào. Có lẽ là chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi lẽ là không ai có thể thay chúng ta bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của chính mình cả. Ngày hôm nay tại hội thi nhà nông đua tài tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, tôi xin phép không đề cập đến những giải pháp mang tính vĩ mô giống như báo đài hay các phương tiện truyền thông vẫn thường nhắc đến, mà tôi chỉ xin phép nhắc đến giải pháp về mặt ý thức cá nhân trước khi nói đến bất kỳ một giải pháp nào khác. Bởi lẽ là ý thức và kiến thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay còn rất kém. Suy cho cùng thì ý thức cá nhân là cái cần phải thay đổi đầu tiên. Khi ý thức cá nhân thay đổi thì ý thức của tập thể thay đổi, ý thức của cộng đồng thay đổi. Đó là khi mà vấn đề bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm mới có thể được giải quyết. Rõ ràng là khi mà ý thức của người nông dân chưa tốt, họ biết sai nhưng họ vẫn làm, thì chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền mới phải áp dụng các chế tài hay là các biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Ở đây chúng ta không phủ nhận tính hiệu quả của pháp luật hay các biện pháp mang tính cưỡng chế, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng giải pháp đánh vào mặt ý thức chính là một trong những giải pháp triệt để. Xin được kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm chú ý.